Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nha các bạn. Ngày hôm nay Lợi nói về tại sao phải quy đồng mẫu số. Thì ví dụ nha, mình lấy ví dụ nè. Ví dụ như 1/2, 1/2 cộng 2/3. Thì quy đồng mẫu số giúp cho ta thứ nhất nè, chuyển từ nhiều phân số trở về một phân số hoặc là một số hay là một gì đó, vân vân. Được chưa? Hay nói nôm na là nó giúp cho bạn rút gọn, làm cho nó gọn lại. Được chưa? Ví dụ như 1/2 cộng 2/3 thì các bạn phải biết mẫu số chung là mấy ạ? Lấy hai này nhân lại mẫu là 6. Các bạn ghi mẫu số chung là 6 chính bằng 2 nhân 3. Rồi mình làm lẹ luôn nha các bạn, bằng 1/2 nhân, thì 2 thì thiếu mấy ạ? Thiếu 3, nhân tử cho 3, nhân mẫu cho 3, cộng 2/3. 3 thì thiếu mấy ạ? Thiếu 2, nhân tử cho 2, nhân mẫu cho 2. Rồi bằng 3/6 cộng đây bằng 4/6. Khi đã cùng mẫu rồi thì các bạn viết mẫu số chung 6, lấy tử cộng lại được 7/6. Vậy lúc đầu từ 2 phân số các bạn đã rút gọn về 1 phân số. Vậy quy đồng mẫu số giúp cho bạn thu gọn, hay còn gọi là rút gọn nhiều phân số trở về thành một phân số hoặc là một số, vân vân và vân vân. Được chưa ạ? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn.